gì anh? Ê mọi người ơi, đây cũng là hình ảnh cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy cùng chờ đợi đội tuyển Việt Nam thi đấu thế nào ở Palestine nhé. Và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có một chiến thắng nữa cho Palestine. Và để có một cái quan trọng hơn là chúng ta nghĩ rằng là các cầu thủ của Việt Nam ngoài cầu thủ đang nằm trong diện được hy vọng những trụ cột và là những cầu thủ mới sẽ thể hiện mình ở trận đấu này. Hy vọng các bạn tại đây cũng như mọi người cảm thấy hôm nay. Thank you.
Thank you.